Khánh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình Văn nghệ Thúy Nga. Kính thưa quý vị, chương trình Brisbane Eye 120 với chủ đề Còn chút gì để nhớ sẽ được trực tiếp tâu hình vào ngày 8 tháng 10 thứ Bảy vào lúc 7 giờ 30 tối và ngày 9 tháng 10 lúc 1 giờ 30 tối tại sông bài là Choctaw ở tiểu bang Oklahoma. Và để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chương trình này sẽ được diễn ra như thế nào và nội dung nó như thế nào, xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với Khánh Hoàng cùng với nhà văn MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Khánh Hoàng xin chào chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Trước hết xin kính chào quý vị khán thính giả của Thúy Nga. Chào cháu. Trước tiên thì cho phép Khánh Hoàng lui về cái cuốn 119 mà Khánh Hoàng mới được xem mấy ngày vừa qua với chủ đề là Nhạc vàng muôn thuở. Và trong đó thì chú có dùng một cái từ mà giới thiệu cho ca sĩ Chế Linh, đó là trưởng môn của dòng nhạc vàng. Khánh Hoàng rất thích cái từ đó thưa chú. Và ngày hôm nay thì Khánh Hoàng có thể mượn cái từ đó của chú để mà nói về chú là một người trưởng môn của cái trường phái MC. Quý vị, khi mà chúng ta nói về MC thì chúng ta thường hay nghĩ rằng một người phải hoạt náo, nói giọng cao, làm cái chương trình nó sôi đổi và hấp dẫn. Nhưng mà chú là một người MC mà Khánh Hoàng thấy là chú nói giọng rất trầm, rất nhẹ, rất từ tốn và có một sự cuốn hút rất là mãnh liệt đối với khán giả. Chú nghĩ sao về cái danh xưng này dùng cho chú thưa chú? Cháu nói cũng đúng. Tại vì chú dùng cái chữ trưởng môn là như thế này. Dạ. Khởi đầu thì chú nói trên sân khấu, dạ, live thì không có thu hình, thì chú nói là Tuấn Ngọc là trưởng môn của dòng nhạc thính phòng, mà Chế Linh là trưởng môn của dòng nhạc tình ca bolero, nhạc vàng. Dạ. Thì chú cũng nói với Tuấn Ngọc là tôi nói ông là trưởng môn của dòng nhạc thính phòng, hiểu theo nghĩa những người định hát cái dòng nhạc đó, yeah, hoặc là sẽ bắt chước ông, hoặc là vô tình đi theo con đường của ông dù không chủ ý bắt chước. Thành ra dù sao đi nữa, Chế Linh và Tuấn Ngọc cũng là hai người tiêu biểu, hay nói đúng hơn là khai phá hai cái dòng nhạc khác nhau, yeah, mà nhiều người sẽ bước theo. Yeah. Thì bây giờ cháu nói MC thì sự thực ra gọi là chú trưởng môn thì không biết có đúng hay không. Yeah. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là qua 24 năm chú làm việc với Thúy Nga, qua 119 cuốn Paris By Night, thì chú cũng hiểu được rằng cái con đường, cái lối làm MC của chú có thể là lúc đầu tình cờ nó như thế. Yeah. Mà nó lại trùng với cái thị hiếu của khán giả, lại được, yeah, khán thính giả thích cái lối làm của chú. Cho nên là, nhưng mà MC thì cháu cũng hiểu, cháu cũng làm một hình thức MC, cháu đang ngồi đây. Yeah. Thì cháu hiểu là mỗi người một vẻ, khó đi theo người khác lắm. Yeah. Tại vì cái lối của chú, có nhiều người thành công trong MC mà người đó không hề đi theo cái cách của chú. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là chú vẫn nói nửa đùa nửa thật, mà đúng ra là nói thật thì đúng hơn. Chú nói là với Thủy ở Trung tâm Thúy Nga, với Huỳnh Thi, với lại cô Kỳ Duyên rằng là nếu chú đang rất cần tuyển những người MC để làm cho Thúy Nga khi chú nghỉ hưu, nhưng mà người nào định thay thế chú thì nên làm cái cách khác, đừng làm cách của chú. Yeah. Vâng, chắc cũng đồng ý điều đó, bởi vì quý vị cũng thấy MC Nguyễn Ngạn mỗi lần xuất hiện trên Brisbane Night, như Khánh Hoàng chia sẻ là giọng chú nói không cần cao, không cần nhanh, không cần luyến thoáng, nhưng mà chú nói rất rõ ràng, từ tốn và đã truyền tải đến cho khán giả những cái thông điệp, những cái thông tin thật là trọn vẹn và cuốn hút khán giả rất là nhiều. Và nếu mà ai mà lỡ bắt chước chú Nguyễn Ngạn thì dễ trở thành một cái bác sĩ gây mê đó mà chú. Không, nói thế này cháu, chính vì vậy sau 24 năm, yeah, qua hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn lá thư gửi về và qua bao nhiêu cái tiếp xúc ấy, thì chú mới hiểu rằng là khán giả bây giờ người ta nhìn chú không phải là một nghệ sĩ, yeah, mà người ta coi chú là một ông thầy giáo, yeah, đứng ở trên sân khấu Paris By Night để tạo niềm vui cho khán giả, mang lại một chút kiến thức cho khán giả và để mà giúp các cháu ở hải ngoại ít có cơ hội nói chuyện hoặc nghe tiếng Việt thì họ nghe chú, yeah, và cô Kỳ Duyên nói chuyện. Yeah. Thành thời ra phải nói rằng là ngay cái cuốn Paris By Night 17 chú làm đầu tiên cách đây 24 năm, thì chú có kể là sau cuốn đó thì nhạc sĩ Song Ngọc ở Houston có viết một bài báo gọi chú là ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn. Thành thời từ đó đến nay quả nhiên là nhạc sĩ Song Ngọc là người đầu tiên nhận xét. Từ đó đến nay 24 năm người ta vẫn thấy chú là hình ảnh một ông thầy.
Mà thực sự chú đã từng là một thầy giáo dạy văn không chú? Chú dạy văn không, dĩ nhiên là chú là từng là một thầy giáo, là nghề chính của chú. Nhưng mà khi mà bước lên thầy giáo đúng nghĩa là cháu đứng ở trên bục giảng trước mặt học trò. Dạ đúng rồi. Còn khi cháu bước lên sân khấu thì cháu đâu có cái người ngồi phía trước, cái khác biệt nó như thế này cháu. Khi cháu đứng trên bục giảng, khán giả trước mặt cháu là học trò của cháu. Đúng rồi. Là những người sợ cháu, là những người cháu nói gì người ta cũng phải nghe. Dạ. Bởi vì là đám học trò. Còn khi cháu đứng trên sân khấu, ở dưới đó có thể là thầy của cháu, có thể là ông bà cha mẹ chú bác, có thể là những người kiến thức bao la hơn mình. Và khi cháu nói trên sân khấu, cháu không hy vọng rằng những người dưới họ phải nghe cháu. Yeah. Bởi vì có những người kiến thức họ uyên bác, họ rộng hơn mình. Yeah. Cho nên vấn đề chính mà khi cháu đứng trên sân khấu như chú, thì chú thấy rõ ràng là đứng trên bục giảng một thời của chú làm thầy giáo và đứng trên sân khấu một thời làm MC, hai cái thì nó khác nhau cháu. Dạ. Yeah. Cháu cũng đồng ý với chú là khán giả chúng ta thì sẽ có rất nhiều người, giống như chú nói là sẽ nhiều người kiến thức nhiều hơn chú rất là nhiều, và họ sẽ biết nhiều hơn nguồn gốc, gốc gác và ngọn ngành. Nhưng mà cái vấn đề mà mọi người khán giả yêu mến chú là cái vấn đề truyền đạt của chú đến khán giả một cách ngẫu nhiên, nhưng mà có một cái sự sắp đặt, khán giả không biết là có một cái sự ý định của chú trong những cái bài hát. Chú đang chia sẻ cái bài hát hay là chia sẻ về một người nhạc sĩ, một người ca sĩ, thì tình cờ chú dẫn dắt vào cái câu chuyện nào đó, nói về cái thông tin nào đó về nghệ thuật, thì làm cho khán giả họ bật ra và dễ nhớ hơn so với lúc mà chúng ta phải áp đặt cái người đó phải nghe những cái gì mình nói thì nó khó nghe hơn, không thưa chú? Thế này cháu, giờ cách đây khoảng 5-6 năm, hình như 2010, chú có viết cuốn kỷ niệm sân khấu. Dạ, cho biết. Thì cháu cũng đã đọc đó. Dạ. Trong đó chú nói lại tất cả những kinh nghiệm 10 điểm để truyền đạt cái kiến thức của chú là chú làm MC như thế nào. Yeah. Tại vì chú lúc đó là chú phải nói là có một thời gian, hôm nay thì nhân cháu hỏi những chuyện liên quan tới MC. Yeah. Thì chú cũng nói luôn là thưa quý vị khán thính giả là cách đây khoảng 10 năm thì lúc đó chú bị bệnh, cháu biết rồi. Chú bị tiểu đường cao máu rồi nó nhiều thứ bệnh quá, người nó gầy sọp hẳn đi. Và chú nghĩ là không chắc mình có thể đứng vững được nữa. Cho nên là một là mình phải ngưng làm MC, hai là mình phải giảm bớt đi. Giảm bớt có nghĩa là Thúy Nga mỗi năm quay 4 cho tới 5 cuốn thì chú chỉ làm những cuốn chủ đề thôi. Thí dụ chủ đề chân dung người phụ nữ Việt Nam hay là Huế, Sài Gòn, Hà Nội, hoặc là chủ đề giới thiệu sự nghiệp của các nhạc sĩ thì chú làm. Còn những chương trình đại nhạc hội tổng hợp thì để cho người khác làm. Vì thế thì lúc đó chú cũng đề nghị Trung tâm Thúy Nga mời một số MC, điển hình là bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Rồi mới đây thì chị chú với Kỳ Duyên cũng đề nghị anh Nguyễn Mạnh Cường. Đó là để chú có cơ hội nghỉ hoặc là giảm đi. Và chú vì có ý định nghỉ cho nên tất cả những cái kỹ thuật, những cái kinh nghiệm về MC chú viết hết ở trong cuốn kỷ niệm sân khấu. Để mọi người biết, vì mình đâu còn làm lâu dài nữa mà phải giấu giếm tất cả những cái nghề nghiệp đó thì đúng. Nhưng mà cái căn bản là chú học của Mỹ, là chú hay kể câu chuyện này với Kỳ Duyên, tức là chú coi cuốn phim Mỹ đó thì kể lại chuyện là Tổng thống Kennedy khi ông lần đầu tiên ứng cử thượng nghị sĩ, chứ lúc đó chưa là cái nghĩ tới Tổng thống, thượng nghị sĩ, thì ông đọc một bài diễn văn, ông nói trước đám đông thì nó nhạt quá, nó nhạt quá. Thì ông bố ông đứng bên cạnh, ông mới kêu cái người viết kịch bản, viết script cho Tổng thống, cho thượng nghị sĩ Kennedy lại, ông nói là ông sửa lại cái kịch bản đi, kịch bản này thằng con tôi nó nói nhạt quá. Thì cái người viết kịch bản này mới nói với ông bố Kennedy rằng là nói tiếng Anh là it's not what to say, it's how to say. How to say, rất là hay. Thì ông ấy giải thích này này, từ xưa đến nay tất cả các diễn viên, các diễn văn của các ứng cử viên nội dung đều giống nhau. Ông nào cũng hứa hẹn sẽ thay đổi rồi. Bây giờ cháu thấy Donald Trump với lại bà Hillary Clinton. Cái diễn văn của tất cả các chính khách ra ứng cử đều giống hệt nhau. Chỉ có đổi chữ, cho nên là ông phải chỉ thằng con ông cái cách nói chứ không phải là nói cái gì. Đó. Thì từ đó trở đi ông Kennedy mới học được cái đó. Giờ ông này ông về. Tức là cái cách trình bày cháu cùng một cái nội dung ăn thua là cháu cách dùng chữ, như cháu nói chú cảm ơn cháu là
đúng lúc, đúng thời điểm, ngắn gọn, làm sao để người ta nắm bắt được. Trên Paris by Night, cháu làm việc nhiều, cháu cũng biết, cháu cũng đến coi bao nhiêu chương trình Paris by Night. Cái khoảng cách để chú giảng bài đi, nói là dù là một giảng một cái đề tài, cái khoảng cách giữa hai bài hát đó tối đa nó chỉ có 1-2 phút thôi. Nếu mà chú dài dòng á thì đâu có thì giờ, cháu thấy không? Cho nên chú phải ngắn gọn, chú phải chộp được cái khoảng thời gian đó để trình bày, để diễn tả, để truyền đạt một cái thông tin gì đó. Vâng. Và một điều Khánh Hoàng thực sự khâm phục chú Nguyễn Ngạn, ngoài cái tai của chú rồi, cái sức khỏe rất là phi thường. 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, một chương trình Paris by Night thâu hình thôi nha. Khánh Hoàng biết là trước đó còn phải lo cái phần hậu kỳ, cái phần hậu trường rất là nhiều, rồi 2-3 show một lúc. Mà chú vẫn nhớ những cái thông tin, những lúc để mà gửi tới cho quý vị khán giả một cách trọn vẹn nhất. Một điều nữa, một lần nữa Khánh Hoàng xin chúc chú là có sức khỏe. Sức khỏe đây là điều quan trọng nhất để chú có thể tiếp tục làm công việc của mình. Và bây giờ trở lại cái vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là giới thiệu chương trình Paris by Night 120 với chủ đề là Còn chút gì để nhớ. Và nói về chương trình này thì Khánh Hoàng cũng xin lái qua một bài viết của chú Nguyễn Ngạn, nói về cùng cái chủ đề, đó là Còn chút gì để nhớ, mà Trung tâm Tiếng Nga đã đăng tải trên các trang Facebook trong thời gian vừa qua và nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều khán giả. Và tóm gọn trong cái bài viết đó thì Khánh Hoàng thấy là đó là chú đúc kết lại những cái biến cố xảy ra, những cái gì xảy ra, những cái thực trạng xảy ra về vấn đề băng đĩa, về vấn đề văn hóa nghệ thuật kể từ khi có sự xuất hiện của Internet. Đó là cột mốc rất là quan trọng, phải không thưa chú? Đúng. Như vậy đối với chú bây giờ vấn đề Internet, chú nghĩ chú sẽ tiếp cận nó, bởi vì chú từng chia sẻ là chú không bao giờ biết về Internet, về email, về các trang mạng, diễn đàn, vân vân. Chú nghĩ rằng trong tương lai sắp tới thì chú sẽ tiếp cận nó, xem nó như thế nào mà nó lợi hại như vậy và nó có ảnh hưởng như vậy thưa chú? Không. Chú vẫn giữ lập trường của mình. Cháu ơi. Chú làm 24 năm với Trung tâm Tiếng Nga. Dạ. Chú không dùng Internet. Dạ. Cháu nói email chú không hiểu là gì. Cháu nói livestream chú không biết nghĩa là nó là cái gì cả. Dạ. Người ta bảo YouTube, YouTube gì đó chú không hề biết. Chú không. Cho đến bây giờ chú vẫn như thế. Dạ. Bây giờ năm nay chú 72 tuổi, không biết nghỉ hưu lúc nào, hoặc có thể bị bệnh lúc nào, thì bây giờ chú còn sử dụng Internet làm gì nữa cháu? Dạ. Không? Thì tại vì thế này, nó có cái nguyên nhân. Nguyên nhân nó hơi ích kỷ, thưa quý vị. Tôi thấy là cách đây khoảng 10 năm gì đó, lần đầu tiên tôi đi một cái show chung với nhạc sĩ Trung Nghĩa, đàn guitar. Yeah. Thì ông Trung Nghĩa anh mới bảo là ai không biết Nguyễn Ngọc Ngạn thì người đó không phải người Việt Nam. Thì chú hơi giật mình với cái câu đó. Tức là chú chỉ làm một năm có 4 cuốn Paris by Night thôi. Yeah. Mà quả nhiên chú đi hang cùng ngõ hẻm trên các quốc gia người ta đều chạy lại hết. Thì cái điều đó đúng. Từ đó chú thấy rằng là mình nên keep, người Mỹ người ta gọi là low key, không nên xuất hiện nhiều quá. Mặc dù một năm có 4 cuốn, cháu nhớ là Johnny Carson cũng làm host như cháu. Yeah. Ở đài truyền hình đúng 30 năm, 30 năm mà hàng đêm, chứ không phải là hàng đêm cháu. Đúng rồi. Rồi sau đó là Jelino, rồi sau đó là David Letterman, Jim Fallon, bây giờ tất cả là làm hàng đêm, mà mỗi người trung bình làm ít lắm cũng là 25 tới 30 năm. Dạ. Yeah. Nhưng người Mỹ người ta không than là ông xuất hiện nhiều quá. Chú làm một năm có 4 cuốn mà chú nói là có nghe người ta nói là ông Ngạn ông xuất hiện nhiều quá. Chú bảo ủa, một năm tôi làm có 4 cuốn mà làm sao mà xuất hiện nhiều. Nhưng mà từ đó cũng chú cũng nảy sinh ra cái ý nghĩ là mình phải giữ cái người Mỹ người ta gọi low key, mình tránh bớt đi. Bởi người Việt Nam người ta có cái bệnh ngứa mắt, người ta thấy cháu nhiều quá người ta ngứa mắt, cháu biết không? Nhưng mà cái ý định đó của chú nó hoàn toàn thất bại. Yeah. Ở chỗ rằng là dù chú không có Facebook, dù chú không có YouTube, dù chú không biết gì về Internet, thì cháu bấm cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn nó tràn ngập ở trên đó. Nó tràn ngập, người nào đó người ta bỏ lên. Thậm chí là chú có 8 cái Facebook đứng tên Nguyễn Ngọc Ngạn, đều là giả mạo cả. Yeah. Đều là giả mạo. Thế về sau này đó, thì chú lên Paris by Night và chú nhờ Facebook của Kỳ Duyên xác nhận lại một lần nữa rằng là tôi không hề có Facebook, cho nên 8 cái trang mạng Facebook Nguyễn Ngọc Ngạn đều là của người khác làm, không phải của tôi. Thì lập tức có một nhóm hay một người nào đó họ lại khôn ngoan hơn, họ nghĩ ra một cái gọi là hội
những người yêu thích Nguyễn Ngọc Ngạn. Thấy không? Dạ. Tức là họ lấy tất cả những các thông tin về Nguyễn Ngọc Ngạn, kể cả những thông tin cá nhân và gia đình, vợ con này kia, mà tại vì con trai chú thì cháu biết rồi, nó có một cái Facebook. Dạ. Thế nên là những cái hình ảnh cập cung cấp đầy đủ, nó cung cấp đầy đủ. Dạ. Thì những người khác, người ta cứ lấy từ đó ra, người ta cho lên, cho nên là nhiều người tưởng cái đó là của chú thật. Dạ. Cho nên người ta có một cái người họ lập gọi là hội những người yêu thích Nguyễn Ngọc Ngạn, thì có khoảng hơn 300.000 người, 300.000 follow đi. Wow. Vào trong đó thì kể cả những người mà sau này người thân của chú mới đọc thì mới cho biết là những người đó là những người ái mộ chú thật. Dạ. Người ta tưởng cái trang này là của cái người ái mộ Nguyễn Ngọc Ngạn thật. Nhưng mà không phải, trong họ là người lợi dụng thôi. Yeah. Họ mở cái trang đó là họ đưa chuyện của chú lên. Họ đưa chuyện của chú lên miễn phí, họ đưa tất cả những cuốn của Thúy Nga họ cho lên đó với nhân danh cái chuyện là yêu thích Nguyễn Ngọc Ngạn. Rồi họ dùng cái số lượng đó, đông đảo member đó để họ làm quảng cáo. Như vậy qua những lời chú chia sẻ như vậy thì chú không biết Internet và chú không tiếp cận với Internet, thì chú cảm thấy mình sẽ bị thiệt thòi về vấn đề đó hay không thưa chú? Bởi vì thông tin bây giờ nó tràn ngập Internet, nhanh, gọn, lẹ và rất là đầy đủ và nhiều những thông tin. Thì nếu mà chú không có cái nó thì chú sẽ nghĩ là chú sẽ mình bị hay hơn những người khác không thưa chú? À, dĩ nhiên là thiệt thòi hơn chứ cháu. Dạ. Nhưng mà tại vì chú nghĩ rằng là tuổi mình lớn rồi, mình cũng không có một cái tham vọng gì, mình cũng không có làm một cái business gì buôn bán. Thí dụ bây giờ chú làm việc cho Thúy Nga. Yeah. Thúy Nga trả lương cho chú. Yeah. Chú sáng tác chuyện, chú đọc chuyện, Thúy Nga sản xuất và phát hành. Cho nên tất cả những cái thiệt thòi là như thế này. Bây giờ chú lấy một thí dụ cụ thể là trên cái trang mà hội những người yêu thích Hồng Ngạn đưa chuyện, cái chuyện của chú là chuyện mới nhất là Đêm Dài Vô Tận. Yeah. Thúy Nga vừa phát hành thì đã có ở trên đó. Thì như vậy cái việc đầu tiên là hội những người yêu thích Nguyễn Ngọc Ngạn đã làm, có thể đổi thành cái hội những người hại Thúy Nga thì đúng hơn. Là tại như thế này, cái chuyện nó rất là đơn giản thôi cháu. Yeah. Chú viết chuyện, đọc chuyện chung với Hồng Đào, Thúy Nga trả tiền cho chú. Yeah, đúng rồi. Thấy không? Về công của chú sáng tác, về công của chú đọc, trả tiền cho Hồng Đào, bỏ tiền in băng in đĩa bìa. Đương nhiên là cái đó là cái vốn đầu tư. Bây giờ vừa ra xong người ta bỏ lên trên net, người khác cứ việc coi tự nhiên. Như vậy thì việc đầu tiên là chú không bị thiệt thòi gì cả, nhưng Thúy Nga rất là thiệt thòi. Dạ đúng rồi. À, dạ. Tại vì tất cả chú, cháu nhớ rằng là chú đã viết trước sau là đến nay là 90 chuyện. Chuyện ngắn và chuyện dài gồm có 90 chuyện. Thì 90 chuyện đó có những cái đĩa, có những cái chuyện nó chỉ có hai đĩa thôi. Như chuyện ma thì không thể viết dài được, ma viết dài người ta không có sợ. Yeah. Anh ta phải viết ngắn. Nhưng mà chuyện tình cảm, chuyện xã hội thì có những chuyện nó rất là dài, chứ ở Xóm Đào hay là Việt Kiều nó cả 20+ đĩa cháu. Cho nên yeah, tổng số lại nó rất là nhiều đĩa, mà đều do Thúy Nga bỏ tiền ra mua chuyện của chú, trả công cho chú đọc và bỏ tiền ra sản xuất. Tất cả 90 chuyện đó của chú nó đều ở trên Internet hết. Một cách bất hợp pháp. À, một cái nó, tức là cái sense về cái sự công bằng người yeah, ta không có. Không có. Yeah. Người ta không có cái sense về sự công bằng. Người ta không, chú không nói đến những cái chuyện gọi là lớn, dùng cái chữ nó lớn lao, nhưng mà chú nói là cái sự công bằng ở trên đời này thôi. Yeah, tức là cái điều đó không cần phải học, không cần phải ai giảng cho cháu. Tức là cháu đầu tư cái gì, cháu bỏ tiền thì đó là cái quyền lợi cháu được hưởng. Dạ đúng. Thấy không? Dạ. Cháu lấy của người khác thì cái sự công bằng nó không có. Đó là nói một cách đơn giản thôi chứ không có dùng cái chữ nặng nề cháu. Vâng. À, một lần nữa cảm ơn chú chia sẻ về vấn đề Internet. Sẵn chú nói về vấn đề mà chú không tiếp cận Internet, thì Khánh Hoàng có một cái đúc kết cũng vui vui. Đó là Internet hiện nay nó giúp cho chúng ta gần gũi nhau hơn. Chúng ta có những người bạn ở xa, chúng ta thể dễ dàng liên lạc với nhau dễ hơn. Nhưng mà chính Internet nó cũng tạo ra một cái sự đấu đá ở trên các trang mạng, ở trên cái diễn đàn. Chú không biết, chú có biết không, có những diễn đàn họ đã tạo ra những cái chủ đề, rồi họ đấu đá lẫn nhau, công kích lẫn nhau và tạo nên cái mối hiềm khích, và cũng tạo ra một số nhân vật mà hiện giờ người ta gọi trên Internet gọi là anh hùng bàn phím đó chứ. Họ sẵn sàng đưa ra một đề tài, rồi có những người họ chống đối, rồi những người họ binh vực, nhưng mà
chống đối thì đa số là nhiều hơn đấy chú. Như thế này cháu, Internet đương nhiên là cái công dụng của nó rất là lớn. Dạ, đúng. Nếu mình biết sử dụng nó, dạ, vô cùng hữu ích. Nhưng mà mình không biết sử dụng thì Internet nó lại là con dao đâm mình. Đúng. Tại vì chú quan niệm như thế này này. Thí dụ một người nhà quê, một người quá là nhà quê chất phác ở nông dân lên thành thị. Nếu cháu tặng người đó một cái xe hơi mà nó quá tân tiến, rất nhiều option, người đó không biết sử dụng. Dạ, đúng vậy. Yeah. Người đó không biết sử dụng. Cháu bước vào một căn nhà hay một căn phòng mà những vấn đề kỹ thuật nó lớn lao thì cháu phải là người đã sống, đã quen, đã biết tất cả những kỹ thuật đó. Đúng rồi. Thì chú nghĩ là như thế này nè. Cái tự do tư tưởng làm căn bản của sự tranh luận. Tại vì chú cứ nhớ là khi mà chú làm chủ tịch hội văn bố, chú đi họp ở bên Bồ Đào Nha, yeah, năm 90 đó, thì một nhà văn Anh lên diễn đàn, ông nói có một câu thôi mà chú ghi nhớ, chú cứ nhắc đi nhắc lại mãi cho nhiều người. Ông nói rằng là khi nào bạn nghe một người phát biểu một ý kiến khác với mình, khác với mình, yeah, mà trong lòng mình cảm thấy tức giận thì mình chưa hiểu tự do tư tưởng là cái gì. Đúng vậy. Đó. Vâng. Khi mà cháu phải nắm vững cái tự do tư tưởng thì cháu mới dùng tranh luận được. Thí dụ như thế này, tự do tư tưởng là gì? Là cháu, người Mỹ người ta có câu là you don't have to agree with me, tức là ông không cần phải đồng ý với tôi, nhưng mà ông để cho tôi được quyền phát biểu. Yeah. Cái tự do tư tưởng chỉ có vậy thôi. Chứ còn nếu bây giờ tôi vừa nói một điều khác ông mà ông chửi tôi liền thì ông đâu có xứng đáng để được hưởng cái tự do. Cho nên giống như là chú nói là cho cháu ở trong một cái căn phòng tiện nghi mà cháu là người lạc hậu, cháu vào đó cháu sẽ bấm nút lung tung phản hết, làm hỏng hết đồ, phải không? Rồi. Thì vấn đề tranh luận cũng vậy. Trên lý thuyết người ta nói một câu rất quan trọng là tranh luận, mục tiêu tối hậu của tranh luận là tìm ra sự thật, chứ không phải để cãi nhau. Thí dụ bây giờ chú với cháu nói về ông Donald Trump chẳng hạn. Có thể hai bên nghĩa là gây đến cãi lộn nhau vì cháu thích ông Donald Trump mà chú ghét ông Donald Trump. Thấy không? Dạ. Thí dụ như thế. Nhưng mà vấn đề là nếu cháu ý thức được rằng tôi đang ngồi tranh luận với ông Ngạn không phải là để vấn đề hơn thua, mà vấn đề là tìm ra cái sự thật để có lợi cho tất cả mọi người. Chỉ khi nào như vậy, cho nên cháu nói đến tranh luận ở trên Internet mà nhiều người nóng quá dùng cả những chữ tục tằn này kia, dạ, thì cái đó là không... Miệt thị người khác không? Miệt thị người khác thì cái đó là chẳng những là không nên mà không xứng đáng được hưởng cái tự do tư tưởng. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn chú rất là nhiều. Mặc dù chú không tiếp cận Internet nhưng mà chú đã hiểu rất nhiều về vấn đề Internet và những lời chia sẻ của chú Nguyễn Công Ngạn vừa qua. Hy vọng đó là câu trả lời, đó là chú Nguyễn Công Ngạn không có những cái trang mạng, những cái account, những cái gì mà về hội những người Nguyễn Công Ngạn ở trên các trang mạng hay là trên Facebook. Và mong rằng quý vị đừng tin vào những cái sự mạo danh đó mà tin tưởng cách mù quáng. Mặc dù chúng tôi biết rằng quý vị thương mến nhà văn MC Nguyễn Công Ngạn, nhưng đừng bị những kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa của chú Nguyễn Công Ngạn để mà lái quý vị đi những con đường khác. Và chú Nguyễn Công Ngạn không biết Internet thôi, nhưng mà những người làm việc chung quanh chú như là các nhân viên của Trung tâm Thúy Nga lúc nào cũng túc trực và sẵn sàng cung cấp đến chú Nguyễn Công Ngạn những cái tin tức mới nhất từ Internet. Và đó là lý do vì sao trong những ngày tháng vừa qua Trung tâm Thúy Nga đã có những cái biến chuyển để mà phù hợp hơn với những đông đảo khán giả. Bây giờ chúng ta có rất nhiều khán giả trên Internet như là livestream ở YouTube, livestream ở Facebook. Đây là một phong trào rất là thịnh hành bây giờ. Và quý vị đang xem chương trình này, quý vị cũng biết rằng đây là một chương trình live trực tiếp từ phòng thâu của đài S Channel gửi đến cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Văn nghệ Thúy Nga nói về Brisbane Night 120 thâu hình tại sân bay Shaw Tower. Và quý vị đang xem chương trình này đã có những câu hỏi, những comment gửi vào khi mà xem được chương trình live lần đầu tiên chứ. Đây là như thử nghiệm để vào ngày 8 tháng 10 thì chúng tôi sẽ có chương trình livestream thực sự ở tại sân bay Shaw Tower, Oklahoma. Và bây giờ Khánh Hoàng xin đọc một vài những comment, không phải là câu hỏi thưa chú, nhưng mà những là cái câu chào, họ testing thử coi đây có phải là chương trình live hay không. Như là có một vị khán giả Sang Lương ở Atlanta có một câu chào đến chú Ngạn, đó là bác Ngạn trông vẫn trẻ và khỏe quá. Đây là chào đến chú. Hay là một khán giả ở tại tận Đà Nẵng, Việt Nam cũng đã đang xem chương trình này
và có lời chào đến chú Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng như là chị Thi Thủy Bùi có một lời comment đến chú, đó là chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói chú 72 tuổi rồi, sao chú vẫn trẻ hơn so với tuổi của mình như vậy? Vâng, trước hết là xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi buổi mạn đàm giữa cá nhân chúng tôi Nguyễn Hồng Ngạn với Khánh Hoàng. Dạ. Thưa quý vị, vâng, tôi thì hôm vừa rồi tôi mới làm show đây, tôi cũng có cái thú nhận là tôi có cái giải là tôi tiết lộ với mọi người rằng là tôi 72 tuổi, tôi biết không? Tại vì hôm chú đi bên Anh ấy thì cái giờ giải lao trong buổi văn nghệ đó thì bầu show người ta nói là khán giả người ta yêu cầu chụp hình nên mời nghệ sĩ ra chụp hình. Thì tất cả các nghệ sĩ ngồi dãy hàng đây, các ca sĩ thì chú ngồi hàng cuối, thì chú thấy cái line người ta chờ chụp hình của chú dài quá. Chú nói các cháu sang bớt bên kia, tại sao lại các cháu chờ chú đông thế này? Thì có cô cuối bảo là tại chú Ngạn đâu còn sống được bao lâu nữa. Tức là cái sự thành thật của chú thì họ lại có người họ lại thương, họ lại thôi ca sĩ mình có thể gặp được lần nhiều lần chứ ông này ông qua lần này không biết ông có qua được nữa không đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi và có lời thăm hỏi chúng tôi. Và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp trên YouTube của channel Thúy Nga, quý vị có những câu hỏi nào trực tiếp đến nhà văn Nguyễn Ngạn hay là đến cái chương trình Brisbane 120 với chủ đề còn chút gì để nhớ, quý vị có thể comment ngay từ bây giờ. Và các nhân viên sẽ đưa cho Khánh Hoàng những cái comment của quý vị, và Khánh Hoàng sẽ hỏi trực tiếp đến chú Nguyễn Ngạn, và chú Nguyễn Ngạn sẽ trả lời trực tiếp trên cái channel YouTube của Thúy Nga. Và bây giờ trở lại với cái bài viết, bởi vì bài viết của chú hay quá và rất là nhiều những đề tài mà khán giả quan tâm. Đó là một cái điểm mà Khánh Hoàng thấy là trung tâm Thúy Nga có được những cái sự phỏng vấn ngoài những cái tờ báo ở tại Người Việt, ở tại hải ngoại. Nhưng mà anh thấy nổi bật nhất là những tờ báo của Mỹ. Register. Đúng rồi. Chú là người gắn bó với trung tâm Thúy Nga rất là lâu. Chú có thể cho biết là tại sao trung tâm Thúy Nga được sự quan tâm đặc biệt của Register của cộng đồng Mỹ như vậy không thưa chú? Người Mỹ, người ta có những bộ phận bên cảnh sát hay là báo chí thì đã đành rồi. Ngay cả bên cảnh sát hay là chính quyền, họ có những bộ phận đặc trách về các sắc dân thiểu số. Thí dụ như cộng đồng người Việt, cộng đồng người Miên, cộng đồng người Lào vân vân, tất nhiên là họ đều có những người đặc trách về những cái sắc dân đó, và họ theo dõi rất là sát. Cho nên là tại sao mà tờ Los Angeles Times mà viết một câu mà chú có trích dẫn, họ nói rằng là bát phở, chai nước mắm và cuốn băng Paris by Night là những nét văn hóa đời thường không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam. Báo Mỹ nó viết câu đó. Dạ, chưa có đọc câu đó. Thì tức là người ta thấy rằng là tại vì cái chương trình Paris by Night nó phổ biến quá. Thưa quý vị, chú nghe này, xin lỗi cháu là chú để thưa với khán giả là như này này. Dạ. Nếu tôi nói về Paris by Night thì nó hơi kỳ, là bởi vì tôi là người làm trong Paris by Night. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị ở cái địa vị của tôi, quý vị nhận hàng chục ngàn lá thư, quý vị tiếp xúc với bao nhiêu khán giả trong vòng 24 năm qua tôi đi show khắp nơi, thì tôi thấy được cái tầm quan trọng của Paris by Night. Về mặt văn nghệ thì chú không nói. Vì mặt văn nghệ thì có người thích bản nhạc này, có người thích bản nhạc kia, có người thích ca sĩ này, thích ca sĩ kia, có người thích trung tâm này, thích trung tâm kia. Chuyện đó là cái quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng về mặt gọi là phổ biến cái kiến thức tổng quát thì Paris by Night nói chung và cá nhân chú với cuộc kỳ duyên là được người ta đón nhận rất là nhiều, và người ta bày tỏ cái lời cảm ơn. Thí dụ những người nói là ông Ngạn ơi, tôi nhớ Thúy Nga và tôi nhớ cái công của ông, vì nhờ ông mà con tôi nó theo dõi tiếng Việt, nó giỏi tiếng Việt. Các lớp Việt ngữ cũng chiếu những cuốn băng và trích những cái tại vì cháu nói rất là đúng, nếu cháu đem giảng một bài thì trẻ con nó nghe nhiều khi nó buồn ngủ lắm. Nhưng mà cháu đem cái ông Ngạn này ra, ông ấy kể một cái câu chuyện về Việt sử, về ca dao tục ngữ, ông đọc câu thơ thì người ta nhớ ngay. Đó. Thành thử ra tờ Los Angeles Times cũng như tờ Register, họ có theo dõi, họ có phỏng vấn rất nhiều người at random ở ngoài đường thôi. Người ta biết rằng cái sự thu hút của Paris by Night trong mỗi gia đình Việt Nam rất là mãnh liệt. Chính vì vậy họ mới viết cái câu đó trong. Và bên cạnh đó thì trong cái live show sắp tới đây, trung tâm Thúy Nga cũng đáp ứng cái thị hiếu một số đông đảo khán giả trên internet, đó là sẽ làm chương trình live stream trên YouTube và trên Facebook.
về cái hậu trường đó nha quý vị, đó là thử nghiệm về hậu trường để cho quý vị có thể tiếp cận gần gũi hơn và có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa khán giả và trung tâm thính nghe. Và bên cạnh đó thì Khánh Hoàng cũng nhận được những comment tiếp theo thưa chú. Đó là một cô gọi là Linh Phạm, có chào chú Ngạn. Chào chú Ngạn ạ, chị Mai Thiên Vân và Đăng Nguyên đưa cháu đến trường, đến chương trình livestream này ạ. Có nghĩa là có thể là chương trình này mình đang phát trên YouTube, nhưng mà Mai Thiên Vân và Đăng Nguyên đang link cái chương trình vào, và những khán giả này hoàn toàn xem được. Chú thấy lợi hại của Internet không thưa chú? Rất là lợi hại phải không ạ? Và ngoài ra thì có một vị khán giả tên là Hoa N, đó là Bắc Ngạn is number one MC of all time. Và một vị khán giả ở bên Hà Nội, Việt Nam bây giờ đang xem chương trình là lúc 8:42 sáng. Ngoài ra còn có một vị khán giả tên là Đức Nguyễn, is my first time to watch Paris by Night live this October. I was just wondering, is there a break in between the show, có nghĩa là có giải lao trong cái show của mình sắp tới hay không thưa chú? Cháu ạ, thưa quý vị khán thính giả, quý vị cũng biết rằng là Paris by Night đang thu hình thì không break được. Bởi vì thưa quý vị, khi break mà tắt máy đi rồi set up lại cả một cái hệ thống như vậy thì nó rất là phức tạp. Chính vì vậy cháu thấy người ta phải giải quyết là nếu mà quý khán thính giả nào cần đi ra ngoài, thường thường là đi restroom, đi thì khi tôi với cô Kỳ Duyên nói chuyện thì quý vị đi. Còn khi ca sĩ hát thì quý vị hoặc là ngồi tại chỗ, hoặc nếu quý vị đi ra ngoài xong rồi quý vị cũng không được vào trong lúc các ca sĩ hát, là bởi vì 10 cái camera nó đang thu hình như vậy. Nó làm trở ngại lắm. Đúng rồi. Thành thử ra chú đứng trên sân khấu đôi khi chú cũng buồn cháu. Chú đứng trên sân khấu chú nói thì chú thấy khán giả phần đầu chương trình thì họ chưa cần ra ngoài nhiều như phần hai chương trình, thế mà chú đứng nói với Kỳ Duyên thì lục tục là khán giả đi ra đi vô. Nhưng mà cái đó cũng là một vấn đề phải giải quyết thưa quý vị, là tại vì chương trình thu hình không thể nào break được, vì break khán giả đi ra mời quý vị trở lại để thu hình thì lại set up lại bật lại máy móc nó mất là mất trật tự. Có một điều Khánh Hoàng muốn chia sẻ với chú, muốn hỏi chú là đối với những người nghệ sĩ trẻ, họ cần nhất là cái động lực. Khi chương trình đông, chương trình hay, hay là họ trình diễn một cái tiết mục hay thì họ sẽ có động lực, họ diễn hay hơn, xuất thần hơn. Nhưng mà đối với chú là một người kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì chú có dễ dàng bị xuống tinh thần khi mà cái show đó nó có những cái troubleshoot xảy ra, những vấn đề gì xảy ra về số lượng vé, là về khách hay là về những cái trở ngại nào đó không thưa chú? Có cháu. Cô Kỳ Duyên thì cô ấy nói với chú đó, một phần là cô ấy Mỹ hơn chú. Quý vị cũng biết là Kỳ Duyên ấy thì tiếng Anh là tiếng coi như tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt là second language, là ngôn ngữ thứ hai mà. Cô ấy sống trong cái môi trường văn hóa của Mỹ từ nhỏ, cho nên cô cứ có cái suy nghĩ professional hơn, chuyên nghiệp hơn. Cô ấy nói đối với em, sân khấu một người hay sân khấu ngàn người em coi ngang nhau. Nhưng đối với chú đó, cái đó rất là khó mà tập được như vậy. Đối với chú đó thì nó khác hẳn. Đối với chú thì khác hẳn. Tức là khi chú bước chân vào nghề viết văn trước, chú viết văn trước 10 năm viết văn rồi, sách của chú bán chạy thì bác Tô Văn Lai mới biết chú mà mời chú vào MC Paris by Night. Cái điều đó cháu biết rồi. Cho nên khi chú viết văn cũng như khi chú làm MC trên sân khấu thì cái bước đầu của chú đặt ra là sự thành công chứ không phải là tiền cháu. Không ai bắt đầu viết văn mà nghĩ đến là bán sách để kiếm tiền. Không ai bước lên làm MC của Paris by Night mà nghĩ rằng là sẽ lấy được một số tiền lớn. Đúng rồi. Tiền nó sẽ đến khi cháu thành công. Đúng rồi. Tiền nó tự động nó sẽ đến khi cháu thành công. Nhưng mà lúc đầu không ai làm nghệ thuật vì tiền cả. Ông họa sĩ vẽ tranh có bán được bức tranh nào đâu cháu. Phải chờ chết người ta mới bán được 100 triệu một bức tranh. Cho nên người ta nói là họa sĩ tranh chỉ có giá trị sau khi người vẽ đã chết. Thì người làm nghệ thuật cũng vậy, bước đầu không ai nghĩ đến tiền. Cháu cũng đã làm nghệ thuật đầu tiên, cháu đi hát cháu đâu nghĩ là ông trả tôi bao nhiêu đâu. Không có. Cháu nghĩ đến sự thành công. Cho nên đối với chú, cái buổi trình diễn mà đối với chú thành công là đông người tham dự, là nội dung hay. Nếu không có đông người tham dự đó thì chú sẽ phân vân, chú tự hỏi rằng là hôm nay cái show vắng như này có phải một phần trách nhiệm của mình không,
có phải là do người ta đã chán mình rồi không? Chứ chú không thể như Kỳ Duyên là một người coi cũng vậy, 1.000 người coi em cũng thấy như nhau thì cái đó là Kỳ Duyên là siêu rồi đó. Yeah. Và nói về cái đề tài, còn chút gì để nhớ trong ngày tấu hình 8 tây tháng 10 và 9 tây tháng 10 tại sòng bài Choctaw, Oklahoma. Đây có thể nói là lần đầu tiên không thưa chú? Trung tâm tiếng Nga quay hình tại sòng bài này. Nghe Oklahoma thì quý vị tưởng là một tiểu bang là xa lắm, nhưng mà nếu mà quý vị ở những vùng lân cận thì quý vị chắc chắn rất là quen thuộc như là vùng Dallas. Rất là đông người Việt cư ngụ. Chú có thể nói qua những cái vùng này, chắc chắn những nơi này là chú cũng đã từng đặt chân qua và những trình diễn cái show ở tại đó phải không thưa chú? Nói như thế này, thưa quý vị khán thính giả, tôi có nói với cháu thì là cháu sau kỳ này cháu liều như vậy. Dạ, vì thưa quý vị nhìn là lúc sau này vấn đề băng đĩa nó đi vào ngõ cụt thì thường thường là mình chỉ thu hình quanh quanh ở Nam Cali này thôi. Giảm chi phí. Giảm chi phí vì các ca sĩ cư ngụ tại đây để chuyên viên ở Los Angeles lái xe xuống này, cái nó không có tốn. Yeah. Nhưng mà đem cả một lực lượng gần 150 người bay từ đây sang vùng Dallas, tức là Oklahoma, thì sự thực nó nằm giữa, nằm giữa cái biên giới của hai tiểu bang là Texas và Oklahoma. Yeah. Đem một cái lực lượng như thế mà chở những cái phong cảnh, cảnh trí, đèn đuốc tất cả, nó cái tốn kém nó lớn lao lắm. Tốn kém nó lớn lao. Ngày xưa thì Thúy Nga không coi đó là lớn, bởi vì chuyện bán băng nó chạy. Cái thu nhập nó lớn thành từ những cái chuyện mà làm được những cái gì vĩ đại là bình thường. Nhưng bây giờ nó không, cái tình hình nó đã hoàn toàn thay đổi, cho nên là đưa một lực lượng như thế sang một vùng xa để thay. Thì chú nói Thủy cháu liều quá. Thì nhưng mà cô Thủy cũng nói thưa chú, lâu quá rồi mình không ra khỏi quận Cam. Làm sao những người khách ở vùng đó, dĩ nhiên là mỗi năm mà thâu tại Las Vegas thì cũng có những người khách từ khắp bốn phương đến, nhưng mà nó không đông được. Còn bây giờ đem về vùng Texas, vùng Oklahoma thì cái lượng khách địa phương ở gần quanh đó họ sẽ tham dự rất là nhiều để họ trực tiếp một lần. Có thể là quý vị coi băng đã 30 năm nay của Thúy Nga thì quý vị thấy nó vĩ đại, nhưng mà quý vị chưa hình dung được. Bởi vì họ, nhiều người nghĩ là có thể sau khi cắt nối edit được cắt ráp thì nó vậy. Nhưng mà không, quý vị đi coi trực tiếp quý vị sẽ thấy nó khác hẳn với những cái live show thường quý vị đang coi. Thành thì ra chính vì vậy mà Trung tâm Thúy Nga muốn một lần cháu dùng cái chữ gọi là tiếp cận, tức là để quý vị khán thính giả tại những cái vùng lân cận đó có thể tham dự một lần thu hình trực tiếp của Trung tâm Thương Nhạc. Vâng, và bây giờ Khánh Hoàng xin đọc một vài cái comment của những quý vị khán giả ở trên Internet, trên trang mạng, đông đảo lắm thưa chú. Có những comment đến cái chương trình live ở trên YouTube hiện giờ của chú cháu mình. Đó là một khán giả tên là Isun, hỏi là Brisbane 120 quay ở đâu? Như Khánh Hoàng và chú Nguyễn Ngạn có nói rồi, ở Choctaw, tiểu bang Oklahoma, mà thành phố là thành phố Durin. Và còn mua vé được không? Và vé thì đang có bán tại Trung tâm Thúy Nga. Số điện thoại là 714-894-5811. Ngoài ra còn có một vị khán giả tên là Đỗ Tiến. Chào chú Ngạn và chào chương trình. Cháu đang xem livestream trong giờ làm việc tại công ty. Đang làm việc tại công ty nhưng mà không biết đang ở đâu. Ở Việt Nam hay là đang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có một khán giả tên là Loza Joe. Chào chú, con có một câu hỏi vui để thay đổi không khí là mỗi buổi sáng trước khi ra đường chú mất bao nhiêu thời gian để mà chuẩn bị? Con thấy hình ảnh của chú lúc nào cũng chỉnh chu và bảnh bao. Rất là dễ thương chưa ạ? Cháu hỏi câu đó, đó là cháu lại làm cho chú buồn rồi đấy. Ủa, muốn chú giải trí mà tại sao lại buồn? Nó khổ lắm cháu. Dạ. Chú hàng tuần, cuối tuần thì đi show. Dạ. Ngày thường về nhà thì chú sống đơn giản là tại vì chỉ có mình bà xã với lại một thằng con trai thôi. Dạ. Con trai thì con trai cũng lớn quá rồi. Thì công việc hàng ngày thì thường thường là, thí dụ bữa ăn hàng ngày là do chú nấu. Chú nấu cơm hàng ngày. Yeah. Những món mà đãi khách đặc biệt thì bà xã chú nấu. Còn cơm gọi là daily meal tức là chú nấu. Thì bà xã chú bây giờ lười không chịu lái xe, chê cái xe nó to quá. Thành thử ra chú phải lái đưa bà đi chợ. Yeah. Cháu biết rằng bây giờ mình là cái người mà ai cũng biết. Bên này nó gọi là public figure mà. Thành thử ra
nhiều khi cái chợ nó gần lắm, nhưng mà bà xã chú nói anh chở em ra chợ, chú lại phải tắm rửa thay đồ này để được khi... chỉnh chu vào quần áo đấy. Tại vì mình đi ra đường ai cũng chào chú Ngạn, chào bác Ngạn, thành thử ra chỉ đi chợ có 5 phút để mua bó hành thôi cũng mất công thay quần thay áo. Còn cháu thấy cái đó là cái phiền của một cái người mà ai cũng biết đó cháu. Dạ, và chú có khoảng thời gian mà, bởi vì khán giả hỏi là chú mất thời gian bao lâu? À, thường thường theo chú biết đó, thì phụ nữ họ make up sân khấu thì vào khoảng 3 tiếng. Yeah. Make up để ra đường vào khoảng 1 tiếng. Yeah. Chú thì tất cả thay quần áo tắm rửa thì 10 phút cháu. 10 phút nha, vì khán giả tên là Zolajo nên là câu hỏi vui dành cho chú thôi. À, bây giờ một lần nữa chúng ta vẫn quay quanh cái đề tài là còn chút gì để nhớ. À, Khánh Hoàng cảm nhận một điều rằng chú là một thầy giáo về dạy văn, thì chú cũng cảm nhận điều rằng mỗi lần trung tâm đưa ra một đề tài nào đó, Khánh Hoàng tưởng tượng giống như là một cái bài luận văn mà những người như chú, những người nghệ sĩ, những người ca sĩ hoàn thiện cái bài đó theo đúng cái chủ đề đó. Như vậy đối với chú lần này trung tâm chọn ra chủ đề còn chút gì để nhớ, đối với chú sẽ có ý nghĩa như thế nào thưa chú? À, cháu nghe cái mấy cái chữ đó, nó nghe nó cũng có cái man mác ngậm ngùi buồn buồn đối với chú. Dạ. Trước hết đây là một nhạc phẩm rất hay, thơ phổ nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ. Dạ. Em Pleiku má đỏ môi hồng đó, còn chút gì để nhớ. Thì đối với Tô Ngọc Thủy, Huỳnh Thi gọi điện thoại cho chú nói bàn về cái chủ đề, và hai người đề nghị cái chủ đề này, thì nó có cái ý nghĩa đầu tiên là lấy một cái bài hát hay đã, lấy tên một cái bài hát hay là còn chút gì để nhớ của Phạm Duy đã. Cái thứ hai nữa là cũng nhân cái này, nó gần như nối tiếp vào cái dòng nhạc vàng muôn thuở của 2019. Còn chút gì để nhớ tức là cái nỗi nhớ của chúng ta với tất cả một cái dòng nhạc mà trước đây năm 75 chúng ta đã có một khối lượng nhạc, một cái di sản rất là lớn, bây giờ mình vẫn còn nhớ. Và cái ý nghĩa thứ ba là đem về một vùng mới lạ để quý vị khán thính giả của Dallas, của Oklahoma, của những vùng phụ cận đó, sau khi xem xong chương trình này lần đầu, quý vị chắc chắn sẽ còn chút gì để nhớ. À, hy vọng rằng quý vị khán giả vẫn còn yêu mến Trung tâm Tiếng Nga, vẫn còn yêu mến những nét văn hóa của người Việt, thì nên tham dự cái chương trình như chú Nguyễn Ngạn vừa mới chia sẻ. Còn chút gì động lại trong mỗi chúng ta khi mà xem chương trình này. Chương trình sẽ được quay hình vào ngày 8 tháng 10 lúc 7:30 và ngày 9 tháng 10 vào lúc 1:30 trưa. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với Trung tâm Tiếng Nga 714-894-5811, 714-894-5811. Và để đáp ứng cái thị hiếu của rất nhiều quý vị khán giả ở trên trang mạng, hiện tại bây giờ đang rất nổi tiếng đó là trang mạng YouTube và Facebook, thì chúng tôi sẽ có một chương trình livestream đặc biệt đến cho quý vị. Quý vị có thể theo dõi cái chương trình này hậu trường sân khấu như thế nào. Quý vị có thể lên livestream của YouTube, vô channel của Thúy Nga hoặc là vào Facebook của Thúy Nga để theo dõi chương trình vào ngày 8 tháng 10. Giờ giấc sẽ là 10 giờ đến 12 giờ khuya giờ của Oklahoma và 8 giờ đến 10 giờ tối giờ của California. Và nếu mà quý vị ở tại Việt Nam, quý vị đang xem chương trình này, quý vị muốn xem hậu trường như thế nào, thì quý vị có thể theo dõi từ lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 9 tháng 10 ở tại Việt Nam. Đó là một trong những cách mà Trung tâm Tiếng Nga muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả ở trên cộng đồng mạng một thông điệp rằng chúng tôi không quên quý vị đâu. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình sắp tới, sẽ có những cái dự án sắp tới để mà tiếp cận nhiều hơn, gần gũi hơn với lại khán giả ở trên cộng đồng mạng. Và cũng hy vọng rằng khán giả cộng đồng mạng cũng luôn luôn ủng hộ cho Trung tâm Tiếng Nga, ủng hộ cho những người như là chú Nguyễn Ngọc Ngạn đã 20 mấy năm gắn bó với nghệ thuật. Và chương trình ngày hôm nay thì Khánh Hoàng cũng xin mời chú có lời kết để mà kết thúc cái chương trình buổi nói chuyện ngày hôm nay giữa chú cháu mình thưa chú. Thưa quý vị, trong những cái buổi phỏng vấn của Khánh Hoàng dành cho anh chị em nghệ sĩ sẽ đóng góp trong chương trình Tiếng Nga này thì nó quá nhiều rồi. Tất cả đều là những lời mời quý vị đến coi chương trình này mà thôi. Nhưng mà hôm nay tôi từ Toronto, Canada bay qua đây, thì nhân tiện là trong một cái chuyến công tác sang đây thì đài có mời tôi lên để thử nghiệm một lần đầu tiên
gọi là livestream. Chính tôi không hiểu livestream là cái gì. Nhưng mà bây giờ Khánh Hoàng với những nhà sản xuất với cô tôi thì nói là chú ơi, hôm nay mình thử cái livestream. Tôi bảo livestream là cái gì cháu? Là chú ngồi nói chuyện với Khánh Hoàng thì khán giả trực tiếp coi được. Dạ, vâng. Thì thưa quý vị ở vùng phụ cận của Dallas, của Oklahoma, Houston và nhiều cái thành phố nhỏ nhỏ mà chúng tôi đã đến trình diễn văn nghệ đó, thì lần đầu tiên quý vị nên đến xem Paris by Night thu hình một lần để thấy được cái công trình nghệ thuật lớn lao của công sức. Chúng tôi không nói đến vấn đề tiền bạc, chúng tôi nói đến cái công sức, cái đầu tư nghệ thuật của Trung tâm Tiếng Nga, của tất cả anh chị em nghệ sĩ nó như thế nào trong một cái chương trình mà có thể là về sau chúng ta không có cơ hội coi lại, bởi vì Thúy Nga đâu có tiền để đưa trung tâm đi nhiều nơi nữa. Cho nên là chúng tôi xin được lặp lại lời mời trân trọng quý vị, mời quý vị đến coi một trong hai suất như Khánh Hoàng vừa thông báo. Vào lần nữa, vé đang hiện bán tại Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Lần nữa Khánh Hoàng xin cảm ơn chú và chúc chú lúc nào cũng luôn khỏe mạnh. Điều đó là mong mỏi nhất, duy nhất mà thôi. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Talk Show ngày hôm nay với Khánh Hoàng và nhà văn Hữu Ngạn. Khánh Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sắp tới sẽ tiếp cận nhiều hơn với khán giả ở tại Internet. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.